Vân Thái Hiền xin kính chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Hương Lộ 17 thuộc xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và từ Hương Lộ 17 chúng ta quẹo vào bên trong đường đan này, chạy khoảng 2 cây số nữa là sẽ tới được vị trí mảnh đất cần bán. Đất ngày hôm nay cần bán là một vị trí mảnh đất mặt tiền đường bờ kinh rộng, chuẩn bị làm đan vào cuối năm. Mình nghe dân địa phương nói như vậy ha. Tại vì đang làm cống, mình sẽ quay chi tiết luôn từ đây chạy tới vị trí mảnh đất cho mọi người xem luôn. Và những ai muốn mua và muốn sở hữu miếng đất này thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline 0909 84 0707. Tại đó sẽ nhận về quảng cáo. Một cái video quảng cáo như vậy dao động từ 500 cho tới 1 triệu đồng, tùy theo mức độ xa hay gần. Hoặc là có để số điện thoại trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Đây mọi người để ý ha, đây những cái cống đây, những cái cống ngăn nước như thế này đang được làm xuyên suốt trong cái đoạn đường bắt vào tới vị trí mảnh đất luôn. Khoảng hơn một chục cống gì đó, làm rất là nhiều cống luôn nha mọi người. Tại vì đất ở Cầu Ngang á, những cái khu vực này á, người ta đang làm đường khá là nhiều. Tại vì Cầu Ngang còn cái lượng đất rất là lớn luôn mà mọi người chưa để ý tới nữa. Đó. Và những ai đang có ý định về cầm cố đất đai thì cứ việc liên hệ với mình. Lãi suất là vô cùng hấp dẫn, vừa túi tiền và bảo mật thông tin người dùng. Đây là cái cống thứ hai mà mình chạy ngang ha. Đó, những cái cống này rất là lớn nha mọi người. Thành thử ra có tương lai rất là rộng mở luôn. Và cái giá của miếng đất này á, một công chỉ có của nó chỉ có 100 mấy chục triệu thôi. Chưa được 150 triệu nữa. Chưa được 150 triệu là chúng ta có thể mua được miếng đất này rồi. Giá chủ đất kêu là 155 triệu. 155 triệu một công. Thương lượng nhẹ là chúng ta sẽ mua được cái miếng đất này. Tổng diện tích mảnh đất cần bán là 4.600 m2. 4.600 m2. Mặt tiền được khoảng 50 m. Giáp kinh lớn luôn nha mọi người. Khu vực dân cư có điện kéo tới nơi. Đây điện luôn ha. Một hồi nữa ngay chỗ cái miếng đất mình quay là cũng có điện luôn. Rồi chạy vô khoảng 2 cây số là tới được miếng đất. Thì do miếng đất này tương đối khá là xa, thành thử ra cô chú anh chị em và quý khách hàng nào mà thật sự là muốn mua thì hãy liên hệ với mình để mình dẫn đi xem. Còn xem cho vui thì khỏi xem, tại vì nó khá là xa mọi người. Xem cho vui hao xăng, tốn thời gian của nhau. Đó. Đây là cái cống thứ ba, thứ tư gì hồi nãy giờ mình chạy qua rồi ha. Rất là nhiều cống luôn. Và gần ngay chỗ miếng đất mình bán á, có một cái trường học. Hồi nữa mình chạy ngang cái trường học quay cho mọi người xem luôn. Đây người ta nuôi bò cũng khá là nhiều nè. Đất này thì còn đất trống. Muốn mua đất này á thì hãy chuẩn bị cho mình là giấy xác nhận làm lúa ha. Hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên để chúng ta mới có thể sang tên chuyển nhượng một cách nhanh gọn lẹ nhất. Có nhiều cô chú chị em hỏi mình là có tiền lại mua được. Vâng, không phải. Tại vì đất lúa là một cái dạng đất rất là đặc biệt. Chúng ta phải có một trong hai loại giấy tờ đó. Giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên mới có thể sang tên được. Mua bán thì vẫn là mua bán bình thường mọi người. Nhưng mà tới việc mà sang tên á thì chúng ta sẽ thiếu cái đó thì chúng ta sang tên không có được. Tại vì theo quy định của nhà nước là phải bắt buộc phải có cái đó mới đứng tên được đất lúa. Đây cái cống này tương đối khá là lớn nha. Hình như đây là cái cống lớn nhất trong tất cả các cống nãy mình chạy ngang mọi người. Đây, rất là lớn luôn. Nói chung là mình chạy qua cái cống này chút xíu nữa là sẽ tới được miếng đất rồi. Đó thì mời mọi người theo dõi ha. Cũng như là chúng ta có một cái cách nhìn khái quát hơn về cái miếng đất mà mình cần rao bán đối với mọi người. Thì sẵn sàng cho mọi người biết thông tin miếng đất cũng như là chủ đất luôn. Rất là nhanh gọn lẹ mọi người. Thì cái giá tương đối khá là rẻ rồi. Chỉ có 155 triệu mà thương lượng nhẹ nữa. Thì 155 triệu thì mọi người hình dung ra được cái giá bán sẽ là bao nhiêu rồi đó. Nếu mà mua nhanh, mua gọn, mua lẹ đó. Mua nhanh gọn lẹ thì có thể là bao thuế luôn. Đối với những ai mua nhanh gọn lẹ có thể là bao thuế cho mọi người luôn. Sẵn sàng lấy tiền qua hồng bao thuế cho mọi người. Một cách nhanh gọn lẹ luôn. Tại vì thế nó cũng không có nhiều tiền. À, giá nhà nước quy định tại cái thửa mấy cái thửa đất ở Cầu Ngang này nè. Chỗ mà mình bán nè. Là quy định khoảng từ 60 cho tới 70 triệu rồi. Nó giá nhà nước cũng khá là cao rồi mọi người. Tại vì lúc nào mình khai thuế là cũng khai cái giá đó hết trơn. Tại vì
giá nhà nước là quy định là gần gần bằng cái mức giá đó là 60 cho tới 70 rồi. À, đối với những cái miếng đất này nha, còn những miếng đất khác là mình chưa có giao dịch thì mình không có biết. À, cái tại khu vực mà mình bán thì mình đã bán rồi, mình biết cái giá giao dịch đó là bao nhiêu. Đây, nhà người ta tương đối khá là đông ha. À, một cái clip quảng cáo như vậy thì mình xin nhắc lại ha, nó dao động từ 500 cho tới 1 triệu tùy theo mức độ xa hay gần. Thì những cái nơi khu vực xa vậy thì mình chỉ nhận quảng cáo thôi mọi người. Tại vì quảng cáo thì tương đối, sau này thì mình sẽ có sắm cái livecam nữa. Đây, cái trường học là mình mới chạy qua cái trường học nha. À, sau này thì sẽ sắm livecam quay cho mọi người xem rõ hơn, rõ nét hơn. Thì mình sẽ thuê người bay livecam mọi người, cho nó đẹp, cho nó rõ nét hơn, quay cho nó kỹ hơn cho mọi người xem. Vâng, và bây giờ thì mình xin nhắc lại cái địa chỉ miếng đất này là ở Kim Hòa, cầu ngang Trà Vinh. Đất có dự án làm đường đan đi ngang. À, đã lấy sổ đo lại hết trơn rồi. À, người dân nói sao thì mình nói lại cho mọi người nghe như vậy. Đó, trong đây tương đối nhà ta cũng khá là đông nha. Ừ, điện nè, điện kéo đồ tùm lum hết trơn luôn nè. Thì từ miếng đất này đi ra Hương Lộ 17 khoảng 2 cây cho tới 2 cây rưỡi. À, cách chợ khoảng 6 cây và cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng chắc khoảng 20 cây thôi. 20 hoặc là 22 cây gì đó cũng tương đối ha. Ừ. Đây, dân cư người ta khá là đông. Mua miếng đất này xong trồng dừa. Đồ lên clip trồng dừa cái cũng tương đối khá là đẹp ha. Lên clip trồng dừa để đó hoặc là cũng có thể là cho cái người người ta thuê lại người ta làm lúa. À, thuê lại làm lúa thì một năm như vậy á, một công nó sẽ dao động là 1,5 triệu cho tới 2 triệu, 2,5 triệu gì đó, tùy theo mình thỏa thuận với cái người thuê. Đây, trong đây cũng có nhà người ta đàng hoàng nha, điện kéo tới chỗ luôn, đất thì giáp kinh. À, giáp kinh lớn này khoảng 50 mét á, mặt tiền khoảng 50 mét, chạy sâu vô một cạnh là chắc một cạnh khoảng 30, cạnh khoảng 30 mọi người. Rồi bắt đầu nó nở hậu ra, nó chạy dài lúc bị luôn. Có nghĩa là mặt tiền 50, chạy sâu vô khoảng 30. Đó, nở hậu ra chà bá lửa luôn. Miếng đất rất là đẹp mọi người. Để mình tới miếng đất rồi mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người xem, cũng như là chỉ rõ hơn về cái diện tích cho mọi người xem nó cụ thể hơn, cho nó dễ. Rồi, cũng đã sắp tới vị trí mảnh đất này rồi ha. Thì mọi người để ý nghe, mình sẽ chỉ rõ hơn về cái diện tích nè. Tại vì cái mặt tiền của nó 50 mét thôi, nhưng mà nó nở hậu ra khá là lớn. Đây, để mình thắng lại cái rồi tới miếng đất rồi đó. Rồi ok, mọi người để ý giùm cho mình nha. Rồi, mọi người để ý giùm mình hai cái lằn vẽ ha. Từ đây, từ cái chỗ mình đứng luôn tới cái bụi tre này khoảng 30 mét là bắt đầu nó chạy dài lúc mị trên kia luôn ha. Đó, chạy dài lúc mị trên kia luôn. Đó, thì bao của mình một cái miếng đất á, tại vì có một miếng đất nó nằm án cái mặt tiền chút xíu là khoảng 150 mét mặt tiền gì đó. À, mặt tiền của mình thì chỉ có được 50 mét thôi. Mua thêm một công máy mặt tiền trên kia nữa là chạy dài miếng đất này là nó khoảng nếu mà mua luôn cái một công máy đó nha là nó khoảng 300 mét mặt tiền. Ghê không? Khoảng 300 mét mặt tiền mọi người, nếu mà mua luôn cái miếng đất một công mấy mặt tiền ở phía ngoài này nữa. Nó tại vì nó chạy dài lắm mọi người. Nó chạy dài ngang ra rất là dài luôn. Rồi mình xin nhắc lại cái giá nè. Cái giá là 155 triệu một công, thương lượng nhẹ. Liên hệ 0909840707 để chúng ta chốt giá. Đất giáp kinh, mặt tiền bờ kinh. Mặt tiền bờ kinh rộng khoảng 50 mét. Và nó chạy ngang ra vô sâu khoảng 1 mét. À, một cạnh này là 1 mét rồi ha. Đây là ranh giới nè. Đó, bị án cái miếng mặt tiền này chút xíu nè. Đó. Nói chung là từ bụi tre đâm thẳng qua bên đây, miếng đất cũng tương đối khá là đẹp ha. Ừ, có tiền mua luôn cái miếng mặt tiền ở phía ngoài nữa là chạy dài ra nó tới khoảng 300 mét mặt tiền nữa. Khá là lớn ha. Rồi, không còn gì để chia sẻ nữa. Một lần nữa xin nhắc lại, tổng diện tích mảnh đất cần bán là khoảng 406, giá bán 155 triệu một công, thương lượng. Liên hệ 0909840707, địa chỉ đất ở Kim Hòa, cầu ngang Trà Vinh.